cũng nhìn nghe. Rồi xin chào anh em ha, trước mặt anh em đây là một cái loại cái đầu taro hai mũi, đầu vang hai mũi kiểu T, vẫn là kiểu T ha, model là T76, nhập khẩu từ Taiwan ha. À, mình mới về nhận hàng từ cắt lái về đây thì sẵn làm một clip luôn. Thì cái đầu T76 này là nó sử dụng kiểu kẹp là collet ha, collet là CT5 ba cái đây, cách mình đặt ba cái ha, CT5 ha. À, model nè, ô thương hiệu nè, KTK nè ha, KTK model T76 nè, 2D nè ha. Đó. Thì cái dòng này thì nó sử dụng cũng vẫn sử dụng một kiểu collet CT5, nhưng mà cái tâm viên điều chỉnh đó được cho phép là nhỏ nhất là từ 12mm ha, tâm mắt là 76mm, cái đầu rất là nhỏ gọn luôn, có thể là lắp được trên những cái máy khoan KTK, khoan bàn của Hồng Phí Kim Đạt, Akira Kim Địch, và những cái máy khoan Taro như là GT30B, GT30A hoặc là một số dòng máy Taro tự động như là T50, T50B là nhân, để có thể là gia công cùng lúc và có thể là khoan hoặc là taro đồng thời hai mũi cùng một lúc, giúp mình nâng cao năng suất lao động ha, cũng như là giảm cái giá thành của sản phẩm, bởi vì đồng thời mình gia công có thể là hai lỗ thì sẽ nhanh hơn một lỗ ha. À, chuẩn collet là C5 hoặc là CT5 thôi. Cái này là collet taro ha, cái đầu mình khách hàng mình đặt là collet taro là C5, cái chuẩn chuẩn gọi là M6 nè. Đó, đối với cái đầu cắt gắn trên những cái máy khác nhau thì nhà máy nè, nó sẽ đối với cái đầu, những cái đầu tê kiểu này hoặc những cái đầu nhiều mũi thì nhà máy nó sẽ làm cái phần này ha, cái cổ này nè, cũng như là cái chiều cao của cái đoạn này, cũng như cái đường kính cái này thì nó sẽ lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn khác nhau ha. Nó tùy theo cái máy mà mình lắp á, thì mình sẽ cho cái thông số để nhà máy nó làm đúng vị trí luôn ha, đúng cái chuẩn luôn. Thì kèm theo nó có một cái bộ đồ nghề như thế này, đây là cái cây tháo ấy đây, cây tháo mũi nè, rồi cái cũng như dẫn hướng ha. Đó. Thì trung bình một cái đầu T76 này có giá tầm khoảng 18 triệu ha. Nó rất nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là mắc chứ không có rẻ. Thường sử dụng trong ngành là gia công cơ khí khuôn mẫu hay chứ không độ chính xác cao ha, và cần cái sự đa năng số lượng nhiều. T76 nè, tỷ lệ truyền nè, A11 ha, Suzuki, Colette, CT5, này, gắn sẵn ha. Có nhiều thì những cái đầu khoan hai mũi, đầu taro hai mũi kiểu như thế này nè, mình về hàng rất là thường ha, rất là nhiều luôn. Đa phần mà hàng mình về là hầu như là giao hết á. Do đó anh em nào mà có, hiện tại thì trong kho chỉ có một số mẫu như là T121 đầu lớn hơn ha. Còn một số cái đầu cố định, anh em nào mà có thể có quan tâm thì có thể đến trực tiếp công ty để mà tham khảo trên thực tế. Còn những cái đầu như thế này mình về nhập mình giao cho khách hết luôn ha. Bỏ đi đó, còn chuyển lại lần nữa. Đủ.
Ôi, anh em có nhu cầu báo giá liên hệ hotline 0975 157 412 gặp Mr. Xuyên ha, hoặc tham khảo website thiết bị máy nhập khẩu .com. Thì để mà không bỏ lỡ những cái video tiếp theo thì anh em hãy đăng ký kênh của mình ha, để khi mà có ra những cái clip mới thì anh em sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo từ mình ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi và xem cái video của mình. Hẹn gặp lại ha.